Chào các bạn nhé, hôm nay tôi ra suối thì gặp thím tôi. Đây là thím tôi. Nhiều cuông thím. Được nhiều chưa? Được nhiều chưa? 9 con á? Bắt lại từ giờ đến trưa được mấy chục con hả thím? Bao nhiêu thì được? Bắt buổi sáng thôi, về ra. Thế yeah. Nhiều cua đấy. Đây là cái xô thì tôi bắt cua này. Thế mới ngon nhé, cua dưới suối nó ngon nhé. Đâu cho xem ạ, quay xô xô cho xem ạ. À các bạn đây nhìn này, chắc phải được tầm 20 con cua rồi. Rất là nhiều cua ở dưới suối này. Con cứ quay các bạn ở đâu? Ở bên nhà sữa. Các bạn ở đâu cho các bạn nhiều các bạn xem. Phong cách bắt cua theo phong cách sinh tồn của thím tôi. Thím tôi nhìn đi ủng à, chân rất trắng à. Thì xuyên bác sĩ bọn bà tài ấy. Thế yeah. Ừ. Đi với cua ấy. Thì biết bà tài bà đi bắt ra rồi. Bà bà đầu cua bà được bao cua bà bán. Bán bây giờ bao tiền một cân cua thím? Để hôm nào cháu ra cho bắt mấy. Cua một cua to ai nó bán 10 mấy nghìn đi. Thế cơ. 17-18 nghìn một cân đấy. Ở vị ít đâu. Đợt này người ta mới bắt hết rồi. Cháu nhìn trắng con cua là sao thím bắt giỏi này, bắt nhiều ấy. Ừ. Cứ vạch lên này có. Này. Dạ. Đợt trước rồi tao bắt được 3 này. Được lưng xô cơ. Ừ. Lưng xô. Bực mã này. À. Đây là phải là với bác không được ai. Hôm nay sao tao gì thức mua tao hổ xe. Là lưng xô là bác sẽ bữa. Đấy, lại được con cua nữa này. Đấy. Rất là nhạy. Đấy, thấy chưa? Vâng. Các bạn nhìn phong cảnh xóm tôi nhá. Đấy, kia là nhà rất to. Đây. Dạ. À, nhiều ơi. Ở dạ. Bà cũng bảo ở qua. Ở trong mình làm nó lúc đi bắt thì đây là đây. Thế á? Ở quê thì nhiều lắm. Vâng, ở trong đấy nó không như mình. Trong đấy nó... Bà bữa thằng Duy nha. Nó vào qua xuống nó bị bắt ra. Anh lão tí về đã. Có một thô của... Lại phá. Đủ bữa chưa thím? Khả năng bắt thế thôi. Đủ chưa? Đó. Đủ bữa chưa? Các bạn ạ, đây là một xô cua của thím tôi bắt khoảng độ được tầm 15 phút. Nhiều không?
rất là nhiều đấy, lại con cua nữa, rất là nhiều cua. Nhiều nhiều cua, thím bắt rất nhiều cua rồi, được nửa cân rồi này. Thím tôi đang bắt cua ăn trừ bữa. Cua ăn trừ bữa, không có gạo. Không gạo. Thế thì không đi cấy cày gì cả. Thím tôi là đang đang bổ cua bổ ốc. Một cua ốc kiếm sống qua ngày. Để cho kéo thế chuyện. Dạ. Đấy là có quá không qua luôn. Các bạn có hỗ trợ cho chúng tôi một đồng vì chúng tôi đã đau yếu. Quay lại rồi. Chúng tôi bắt cua trong các phong cách sinh tồn nhé. Thôi phà. Đúng rồi, thế rồi. Ra. Đây thấy không? Đưa đổ nước cho xem. Đấy, đây là thành quả của thím tôi nhá, bắt khoảng độ tầm 15 phút rồi, rất nhiều cua. Cua bằng cái gạo ấy. Giờ thím tôi mang về